Xin chào mọi người. Có bạn nào xuất hiện chưa vậy ta? Tại vì Kirby hôm nay cũng thử nghiệm live như thế nào để xem là cái này có thể tốt hơn hay là mình trải bài như thường là sẽ tốt hơn. Và bây giờ mình sẽ đợi các bạn vào đông đông chút xíu ha, và mình sẽ xem cho chúng ta chọn tụ bài. Và hôm nay trải bài của chúng ta sẽ là trải bài làm sao để quên đi người yêu cũ. Trời ơi, một trải bài cái tựa ghê, buồn quá mọi người ha. Nhưng mà buồn cũng phải buồn thôi, tại vì đa phần những người mà chọn xem bài tarot đó thì các bạn chia tay bồ không à, chứ ít ai mà hạnh phúc mà vào xem bài tarot lắm các bạn. Thì hôm nay mình sẽ có hai tụ bài ha. Ở đây các bạn thấy hình con bò hả, và hình trái tim. Và các bạn sẽ lựa chọn một hình hợp phù hợp với năng lượng của mình. Các bạn chọn trái tim hay là con bò tùy các bạn. Và mình cũng xin các bạn nhớ là lựa chọn cái năng lượng phù hợp với mình, chọn cái nào phù hợp với mình ha. Chắc mình bắt đầu luôn đi ha. Rồi bạn nào chọn tụ vô sao, và mình sẽ bắt đầu trước với tụ 1. Mà các bạn có nghe mình nói rõ không vậy? Tại vì Kirby sợ các bạn nghe không có rõ đó. Hy vọng là các bạn sẽ nghe rõ. Hiện tại là mình có khoảng là 30 bạn xem. Và sau đây Kirby sẽ bắt đầu với tụ 1. Chà, thì đây đi ha. Thì tụ 1 này các bạn sẽ thấy đây là một trong cái team thông điệp mình sẽ đưa ra cho các bạn. Thì bây giờ mình sẽ xào bài các bạn ha. Xin kết nối năng lượng cùng các bạn đã xem cái bài này. Và xin được chưa mọi người? Trời ơi, cái mạng nó không được tốt lắm mọi người hả? Mình cảm thấy nó hơi tối sao á. Được không vậy? Mọi người kết nối không vậy? Thấy cái mạng nó bị mờ quá. Các bạn vào được chưa? Hello. Làm sao để quên đi người yêu cũ? Xin kết nối năng lượng cùng các bạn đã xem cái bài này, và xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong tải bài. Sau đây mình sẽ lấy rất ngẫu nhiên một lá bài để biết là cái nguyên nhân hiện tại của mối tình là gì. Một lá bài đã dần ra. Ở đây các bạn có lá hai gậy. Và lá bài thứ hai chúng ta có Eight of Wands. Để mình lấy cái gì mình để lên cho các bạn thấy rõ hơn ha. Yes. Thì ở đây khi mà xuất hiện lá bài hai gậy này cho một trải bài về tình yêu, thì các bạn cũng có thể biết được là hai gậy mà ra thẳng đứng như vậy nó cũng báo hiệu là có một dấu hiệu các bạn đã có một thời gian chúng ta ở bên nhau rất là hạnh phúc, nhưng mà có một cái gì đó khiến cho cả hai bạn lìa xa nhau. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề là gì, tại sao hai bạn lại yêu nhau mà lại rời xa nhau là sao ta. Oh sorry. Khi mà xuất hiện lá bài này có một cái sự, cái việc chia tay các bạn hình như nằm trong kế hoạch của một người đó, của người yêu cũ của các bạn.
Bản thân khi mà lá bài hai gậy này xuất hiện, nó báo hiệu một người mang năng lượng nam, họ đứng trên cao, họ nhìn xuống, họ thấy nhiều cái họ muốn mong muốn ở bên đồi bên kia. Cái kiểu cái người này giống như là đứng núi này trông núi nọ vậy các bạn. Bản thân của họ cũng không có bền vững, họ ở nơi bạn họ không cảm thấy sự yên tâm, mà do năng lượng này là cái năng lượng họ tham thôi. Tại vì cứ đứng ở bên đồi này mà cứ nhìn đồi bên kia không à. Một cái sự ham thích cái mới, ham thích cái trải nghiệm mới. Vấn đề ở đây họ cần phải trưởng thành hơn so rất nhiều. Bởi vì đối với người này á, tình yêu là cái việc họ sẽ lập kế hoạch và tiến về phía trước. Bản thân của người này lúc nào cũng xem cái việc kế hoạch và sống rất thực tế. Tình yêu họ cũng áp dụng như vậy luôn. Do đó khi bạn quen cái người này á, có dấu hiệu là các bạn cũng mệt mỏi. Tại vì mà cái gì mà cứ kế hoạch mà theo đúng trình tự như vậy á, thì cảm xúc nó mất đi, hồi nào mình cũng không biết. Và người này họ muốn khoác thổi những cái gì cũ, giống như là những cái mối quan hệ cũ. Người này tham thích đổi mới lắm. Bản thân của họ muốn trải nghiệm nhiều hơn, họ muốn có cái gì đó phải thực sự là thử thách, thực sự là khiến cho họ phải chinh phục. Ở đây có một cái dấu hiệu là hình như các bạn chiều người này quá, do đó họ không cảm thấy cần phải chinh phục bạn. Giống như cái gì bạn cũng giúp, bạn giúp một lần đó, thì người ta cảm ơn, người ta rất quý chuyện đó, ta thương bạn rất nhiều. Khi bạn giúp lần thứ hai, lần thứ ba là họ xem tâm lý hiển nhiên. Khi mà trong tình cảm để cho người này có một tâm lý hiển nhiên đó, là coi như các bạn đã thua trong cái trò chơi tình ái này rồi. Bởi vì tình yêu nó phải cho và nhận hai bên đều với nhau. Bản thân người này là cái người thích chinh phục, mà chưa gì hết các bạn đã cho họ chinh phục mất tiêu rồi. Cái gì họ yêu cầu các bạn cũng làm hết, các bạn cũng đáp ứng hết. Cái này mình biết cái này là lòng tốt, nhưng mà lòng tốt với nó làm cho mình bị sai đường khi yêu. Bản thân người mà mang năng lượng nam họ rất thích chinh phục. Nếu mà ở nơi đó họ không thấy cái gì mà thú vị, không còn chinh phục nữa, là họ sẵn sàng tìm cái khác vui hơn. Cái nào mà đem sự thử thách đó, họ mới thích. Nên các bạn có hay nghe là những người mà mang năng lượng nữ, ai mà chảnh chẹ, mình thấy con nhỏ đó chảnh quá trời chảnh luôn, mà con trai thích mới ác đó. Con trai nó ngược đời lắm bạn. Mình đừng có nghĩ mình dịu dàng, mình hiền, rồi mình dạ, vân vân. Ok, lần đầu gặp ok, lần thứ hai gặp ok, lần thứ ba, lần thứ tư, người ta thấy chán. Do đó, bởi vì cái bản thân cái người này họ muốn tiến tới mục tiêu. Đối với họ là cuộc sống là mục tiêu, là kế hoạch này, kế hoạch nọ, ai cả trong tình cảm cũng vậy. Thích chinh phục nữa. Khi mà họ đưa ra quyết định đó, họ chấp nhận cái rủi ro đó. Họ biết khi mà họ chia tay với bạn, họ có thể đánh mất bạn, nhưng mà cái họ rất tin vào cái tương lai, họ hướng cái khác sẽ tốt hơn. Trong đầu họ nghĩ vậy á. Cái điều này là sao? Thì cái điều là mình gặp cái người chưa chín chắn thôi. Và bản thân của mình cũng chưa có đủ lực để mình giữ chân cái người này thôi. Nếu ở nơi mình có gì đó thú vị, nơi mình có gì đó mà họ không thể xa rời, thì chắc chắn họ không có nhìn cái đồi bên kia đâu. Tại vì cái đồi bên kia thấy ghê hơn cái đồi bên này, thì làm sao họ đi được. Do đó có một cái gì đó các bạn phải biết rằng, tình yêu của các bạn với người này, thì người này họ đặt cái mục tiêu là kế hoạch phải được cái này, được cái kia trong tình cảm, khiến cho mối quan hệ các bạn không có tiến triển rất là tốt. Và khi mình nói đến cuộc sống tình yêu các bạn hay xưa, thì một trong hai bạn không có chịu điều chỉnh bản thân của mình để phù hợp với người kia. Và cái việc mà bạn muốn cam kết với họ, họ cũng chưa sẵn sàng. Họ chưa có muốn đưa cái tình cảm này lên một tầm cao mới. Họ không có muốn hứa hẹn. Bởi vì họ muốn là chính xác, bạn phải là cái người mà họ, mình bảo đảm các bạn, lúc mà các bạn nhắc đến cái vấn đề mà họ bây giờ mình lấy nhau đi, mình cam kết về chung ở nhà đi, cái người này họ sẽ lúc nào cũng đánh trống lảng á, họ không muốn nhắc đến vấn đề này. Có nhiều khả năng á, là họ đẩy cái vấn đề này ra xa, họ đánh lơ đi, và bạn cứ vậy, bạn cứ ép, bạn cứ thúc hoài hoài, thì họ càng chán mình hơn nữa. Cuộc đời nó ác vậy đó, đừng có nghĩ là người ta thương mình là người ta làm tất cả đâu ha. Con trai mà càng ép nó càng không làm, ngộ lắm. Cái gì nên tự nguyện các bạn. Thì ở đây cho thấy là các bạn phải nên chú ý về tình cảm của bản thân mình. Bởi vì á, nếu như các bạn không có
áp lực họ quá, đừng có đẩy họ quá thì mọi thứ nó sẽ khác. Vấn đề ở đây chúng ta thúc ép tình yêu này quá, do đó tình yêu nó cũng dễ bị gãy đổ lắm, và hiện tại bây giờ các bạn cũng đã gãy đổ rồi đó. Thì lá bài thứ hai mình sẽ nói lên kết quả của mối quan hệ là gì. Mình xin chúc mừng các bạn nha, tại vì á cái lá bài mà ra Ace of One đó là một lá bài rất là đẹp. Một lá bài đẹp cho tình yêu, cho tất cả mọi thứ luôn. Tại vì Ace of One nó giống như là một kỵ sĩ, một cái người tiên phong trong tất cả mọi thứ, một cái khởi đầu mới cho tình cảm các bạn. Bản thân ở đây khi lá bài này xuất hiện, nó cho bạn một cái gợi ý, một cái gì đó khiến cho bạn thấy là mình cần phải đưa trong tình yêu mình nhiều sự sáng tạo hơn, tạo ra thú vị hơn. Làm sao ở bên cạnh bạn mỗi ngày là một câu chuyện khác nhau, bản thân chúng ta phải biến hóa khôn lường, không phải là biến chất mình ha, mình làm cho nó thú vị hơn thôi. Hôm nay giống như là hôm nay mình làm cái này, hôm nay mình làm cái kia, hôm nay mình mặc phong cách này, hôm kia mình mặc phong cách khác, mình thay đổi như vậy á người ta sẽ không chán. Bản thân cái người các bạn đang quen á, họ có tâm lý là hay chán lắm. Khi mà lá bài Ace of One này xuất hiện, mong muốn các bạn phải luôn luôn làm mới mình, phải nhiệt tình thực sự trong tình cảm. Tình yêu mà cứ chậm chậm rề rề là mắc người yêu như chơi nha các bạn. Bản thân á, mình cố gắng là làm cho mình thú vị nè, làm cho mình thật sự có giá trị nè. Mình biết thế nào các bạn cũng nói làm cái gì mà phải thay đổi với người đó vậy, tại vì các bạn lựa chọn cái người đó. Khi bạn chấp nhận cái cuộc chơi này, bạn lựa chọn cái người mà họ thích cái mới vậy, thì bạn phải luôn luôn làm mới. Nếu bạn cảm thấy bạn mệt mỏi với cái cách làm mới như hoài không đáp ứng được thì mình rút lui, mình không có buồn, tại vì tất cả cái trò chơi tình ái này đều do bạn lựa chọn hết. Bạn lựa chọn chơi cái game là cái game thú vị, cái game cái người này tham thích cái mới, thì chấp nhận bạn phải thay đổi để phải làm mới mình hoài. Mình chọn mà, còn không chọn chơi game khác, còn không game over, khổ quan ăn hết cho khỏe. Đối bản thân mình là vậy, khi mà các bạn lựa chọn thì các bạn phải cố hết sức để mình đạt được cái mình muốn. Tại vì trong tất cả mọi thứ mình không nỗ lực mình sẽ không có tình yêu. Mình không có để cho mình thích hợp với người ta thì mình sẽ không có tình yêu từ người khác luôn. Tình yêu nó khó lắm chứ không dễ đâu bạn. Đi kiếm tiền nó còn dễ hơn là yêu á. Tại vì kiếm tiền nó vật chất, nó tính bằng tiền nó dễ lắm. Còn tình cảm với vật cảm xúc đó, xin lỗi, chỉ một câu nói thôi là game over, mọi chuyện nó khác hẳn liền. Trời, mình kinh khủng tình yêu, phải nói tình yêu là cái gì đó khiến cho người ta điên đảo tâm hồn lắm các bạn ơi. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, cái lá bài này xuất hiện ở đây cho thấy á, cái điều cốt lõi là các bạn có thể có quyền năng các bạn thay đổi được nếu như các bạn muốn. Bản thân ở đây chúng ta làm được hết tất cả mọi thứ nhưng mà chúng ta không chịu làm. Chúng ta nói là mắc mớ gì phải vì người này thay đổi, làm gì phải thay đổi gì người đó, không đáng không đáng. Như vậy là đi xa luôn đó, tại vì tiêu cực diễn ra rồi. Khi bạn có một ý nghĩ là cái người đó không đáng là người đó sẽ không đáng. Nếu quyết định đến với người này, quyết định cho người này khi một cơ hội, bản thân của mình phải luôn nghĩ tích cực về người đó. Mình phải làm sáng hơn, lớn hơn cái điều tích cực, thì cái điều tiêu cực ở người yêu của mình nó mới dần dần mất đi. Các bạn phải siêng làm rõ cái hình ảnh và niềm tin của mình trong tâm trí á. Mình phải thấy là cái tình yêu mình như thế nào, phải đẹp ra làm sao, gia đình mình gồm những ai, họ tốt như thế nào, càng chi tiết càng cụ thể càng tốt các bạn. Đây là cái cách giống như các bạn làm lực hấp dẫn gì đó, các bạn không khao khát nha. Khi mà bạn có tâm lý khao khát là coi như là vũ trụ hiểu là các bạn không có. Ở đây chúng ta xuyên làm rõ hình ảnh thôi, chứ không phải là chúng ta muốn cái anh này phải thật sự đẹp trai, muốn cái người này thật sự là giỏi, phải thật sự thương yêu. Không có. Mình cứ vậy đây, người này biết chăm lo gia đình, biết yêu thương, mình cũng thấy được tình cảm người yêu của mình, họ biết chăm lo yêu thương quan tâm đến mình, chứ không phải là tôi khao khát có được. Khi bạn càng khao khát là bạn sẽ càng không có, tại vì khao khát quá chứng tỏ bạn không có, bạn mới khao khát. Nếu mình có rồi mình đâu cần khao khát các bạn. Mình có một cái chuyện đó là của tôi rồi, anh ta là của tôi rồi, cô ta của tôi rồi, không mắc mớ gì phải khao khát hết. Ở đây chúng ta làm rõ là tính tốt của người ta thôi, hãy làm xi là họ đã làm gì cho các bạn, họ ân cần, họ mở cửa xe cho các bạn như thế nào, họ chở bạn đi chơi những đâu, họ gặp những ai, cách họ cư xử bạn như thế nào, càng chi tiết càng cụ thể thì lúc đó bạn mới sử dụng lực hấp dẫn đúng đắn nhất. Còn không là chúng ta bị trật á. Hồi xưa giờ mọi người hay bị cứ bị sai lầm là mọi người cứ khao khát được cái này được cái kia, cuối cùng chúng ta sẽ không có. Bình thường
miêu tả cụ thể chi tiết thôi, giống như bài tập làm văn mà tả ở hiện tại vậy đó. Mình tả càng chi tiết càng cụ thể càng tốt, đừng có tả thì tương lai nha, càng tương lai càng không có, tại vì tương lai là mình khao khát rồi các bạn. Trời, mình chỉ thích hơi dài dòng ha, nhưng mà không phải, mình hiểu như vậy, mình muốn cho các bạn thấy được là mình phải nên sử dụng cái lực hấp dẫn cho đúng cách. Và ở đây cái lá bài này táo bạo lắm các bạn, nó muốn các bạn phải thay đổi thật sự luôn, tại vì nó là một cái năng lượng các bạn cần phải thay đổi để mình sống khác hẳn, để họ nhìn thấy là bạn khác đi rồi, tại vì họ đã chán con người cũ của mình hồi xưa, bây giờ mình muốn khác đi thì mình phải khác đi. Khi mà bạn nắm bắt được cái cơ hội này, bạn theo đuổi về những cái thay đổi mà bạn muốn làm á, bạn phải kiên trì và nỗ lực làm cho nó bằng được. Bởi vì ý tưởng chỉ là ý tưởng, nếu các bạn không hành động mà không thực hiện thì mãi mãi không bao giờ các bạn đạt được hay bạn thay đổi được con người mình hết. Quan trọng suy nghĩ mình có, hành động mới có, thì từ hành động mới có kết quả mới thay đổi. Còn không á, dậm chân tại chỗ thì cuộc đời cứ vậy hoài. Nó đơn giản lắm, tất cả mọi thứ cho ta lựa chọn hết bạn ơi. Các bạn cứ tiếp tục đi, kiên trì đi. Bởi vì khi mà các bạn suy nghĩ càng nhiều về cái vấn đề mà chúng ta phải thay đổi bản thân của mình lấy làm động lực đó, nó chính là cái nguồn cảm hứng cho cơ hội xưa người yêu cũ quay trở lại trong thời gian rất là gần. Bởi vì đây một lá bài nó vũ trụ ủng hộ cái tình yêu này dữ lắm, một sự phấn khích và đam mê, mọi thứ giống như đang nóng dần dần lên vậy đó. Mình đảm bảo các bạn chọn cái tụ này các bạn cũng đang thay đổi nè, thay đổi về hình ảnh nè, thay đổi cách suy nghĩ nè. Tại vì cái năng lượng cái lá bài này cho thấy cái sự thu hút các bạn đang có, năng lượng các bạn phát ra rất là nhiều. Mà cái sự ham muốn này đi kèm theo là cái vấn đề các bạn đã chữa lành rồi. Các bạn hiểu được là mình cần gì và muốn gì. Bạn biết là bây giờ mình không có theo đuổi cái này nữa. Mình để là mình thu hút người ta. Không thu hút thằng này, hướng thằng khác. Mình biết suy nghĩ các bạn bây giờ là vậy luôn đó. Tại vì lá bài này, lá bài ghê gớm lắm. Các bạn thấy không? Tay cầm cây gậy muốn gõ đầu đứa nào cũng được hết, là ở đây là cái dấu hiệu cho thấy là một quyền lực rất là mạnh, vũ trụ ủng hộ lắm. Cây gậy này đi khắp chốn giang hồ ha, gặp anh nào đánh anh đó, cơ hội lắm, cơ hội để nhóm là ngọn lửa yêu thương nè, cơ hội để cho hai bạn cảm thấy kết nối nhiều hơn. Ở đây một dấu hiệu là nó đang nóng lên dần dần. Và tiếp theo mình sẽ xem á, hai lá bài nó kết hợp với nhau nó sẽ cho ra năng lượng gì nha các bạn. Mình chắc chắn năng lượng tốt rồi đó, tại hai bài lá bài đẹp lắm. Xem bài tarot hoài á, mình nhìn bài mình biết là cái nào tốt hay xấu à, vừa giỏi là mình hiểu liền luôn á, nên nhiều khi á bài mà xấu á, trời ơi, không muốn xem luôn á, sao buồn á. Nhưng bài này tốt, các bạn chọn tụ này rất là tốt. Và bản thân ở đây các bạn sẽ có sự kết hợp, các bạn thuộc bộ gậy nè, là các bạn có sự hòa hợp nè, chúng ta cùng bộ mà, cùng là gậy hết nên năng lượng rất là đẹp cho tình yêu này. Bản thân hai bạn là cũng biết hướng về nhau, mà bây giờ bạn đã chữa lành rồi, bạn tâm linh bạn phát triển vượt bậc rồi, do đó bạn có quyền năng cái lắm, kiểu là bây giờ gõ đâu thắng đó, kiểu như là bây giờ là mọi thứ đang là tiến triển cực kỳ tốt luôn. Bản thân cái gậy nó cũng hướng về cái người cũ á, cái thời gian lúc cái này là một quyết định đưa ra đều thành công hết. Hãy tin vào trực giác của mình, tin vào cái ánh sáng bên trong được chữa lành của chính mình rồi nha các bạn. Đây là một cái sự dấu hiệu hai lá bài là một hình ảnh lâu dài. Tình yêu này mà nếu trở lại một lần nữa đảm bảo rất lâu dài. Đây là cái gì cao nhất của thế gian rồi. Một triều đại cho sự thịnh vượng, an toàn về tài chính, một hình ảnh gia đình thực sự, đại gia đình luôn á. Con cái, con đèn cháu đóng luôn á. Ở đây mọi thứ đang trú ẩn dưới cái lớp vỏ bọc của sự đau khổ. Và tất cả các thế lực này nó sẽ phá vỡ đi nếu như các bạn biết phát triển bản thân, biết lập kế hoạch và biết tìm kiếm cái gì mới thay đổi. Chắc chắn cái năng lượng này giúp cho các bạn phát triển cực kỳ mạnh luôn. Khi mà ở đây xuất hiện nữa là biểu tượng hình cái cây phải không? Cái cây này gì? Cái cây là cái cây để kết nối lại với người đó. Cái cây các bạn cầm là cầm phải gõ đầu người ta nha, mình giỡn thôi. Cây để mình đưa cho cái người kia nắm cái cây này. Hai bạn cùng nhau phát triển, hai bạn cùng nhau đưa cái khả năng sinh sản và cơ hội đến cho nhau, hai bạn lấy nhau là giàu luôn đó, chắc chắn luôn. Lá bài đẹp lắm. Tuy là cái khó khăn này, cái mức độ để hai bạn đến với nhau thật sự là khó, nhưng mà qua cái này á các bạn sẽ thấy là nó không có xấu,
nó là cách mà chúng ta nhìn nhận, chúng ta phải thay đổi như thế nào để phát triển hơn mà thôi. Tình yêu các bạn rất đẹp, và ở đây để các bạn trở lại bên nhau á, nó được tới là 75%, và cái phần trăm 25% còn lại á, là các bạn có chịu thay đổi để cho mình khác đi không, là cái điều quan trọng. Và ở đây về phương hướng thì chúng ta có hướng, trời ơi, ở đây các bạn cùng hướng nam hết, chung định hướng, chung tình yêu, chung quan điểm sống. Thật sự hai bạn hợp nhau về suy nghĩ lắm á, rất hợp. Nhưng mà các bạn biết tại sao không? Có một cái là đều mang năng lượng nam hết. Tại vì do là bạn nào mang năng lượng nữ, các bạn hơi bị thể hiện cái phần nam tính nhiều quá. Bây giờ chúng ta bớt phần nam tính xíu đi bạn ơi. Tại vì mình năng lượng nữ phải nữ chứ. Như vậy có sự kết hợp, hình như trải bài này cũng dành cho các bạn thuộc cộng đồng LGBT luôn. Do đó chúng ta có sự hòa hợp rồi nè. Chúng ta bớt cái phần nóng tính mình xuống. Chúng ta phải thay đổi nhiều hơn một xíu. Tại vì cái người bạn thích là cái người họ thích cái gì đó phải mới hoài mới hoài. Bạn đừng có gây sự nhàm chán trong tình cảm này. Và kế tiếp mình sẽ lấy thi năng lượng ở đây. Nếu như các bạn nào mà thuộc cung lửa là các bạn sẽ hợp với trải bài này lắm nha. Là như là Bạch Dương, Sư Tử hoặc là Nhân Mã. Và các bạn có thể gặp họ vào mùa hè hoặc là cái ngày một ngày nắng nóng gì đó. Tại vì nó ta thấy là cái việc mà khi mà khí hậu nó ấm lên thì hai bạn sẽ gặp nhau. Trời ơi, một trải bài dễ thương quá ha. Hai bạn yêu thương nhau lắm á, hợp nhau lắm. Và câu trả lời là có nha. Có thể quay trở lại. Bây giờ thông điệp vũ trụ muốn gửi cho các bạn là gì? Tha thứ để mà chúng ta có thể chữa lành. Bản thân ở đây các bạn phải tha thứ cho chính mình và cho người khác. Hãy để cho tất cả những câu chuyện cũ nó trôi đi đi. Đây là lúc chúng ta hãy loại bỏ tất cả những cái sự xấu hổ, sợ hãi và tội lỗi. Bởi vì bản thân hai bạn cứ cố gắng làm cái gì tốt nhất mình có thể làm, bao gồm tất cả mọi thứ mà chúng ta có thể thực hiện. Đây là một cú hích cho các bạn có thể chữa lành. Từ đó chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ vượt qua hết tất cả sự phán xét, tổn thương chúng ta. Khi này sức khỏe và hạnh phúc sẽ đến với các bạn, và tình yêu này sẽ trở lại với nhau một lần nữa. Và mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài này ha. Và sau đây mình sẽ kết nối năng lượng với các bạn đã xem tụ hai. Ở đây các bạn đã chọn hình con bò. Con bò đúng đúng không? Đi con bò đúng rồi. Và mình sẽ kết nối năng lượng và các bạn đã chọn xem tụ con bò. Và các bạn nào mà xem sao thì đây là có thể là trải bài dành cho các bạn ha. Xin kết nối năng lượng của các bạn đã xem cái bài này. Và ở đây chúng ta sẽ biết là mối quan hệ cũ này làm sao chúng ta có thể hàn gắn lại và cách nào, nguyên nhân tại sao. Và xin kết nối năng lượng của các bạn xem cái bài này. Và mong là các bạn tiếp cận cái bằng cách thay đổi nhất. Chọn hai cái nữa gì? Ở đây đầu tiên có hai kiếm. À, số 2 nha. Trời ơi, sao mình ghét nó, bài hai kiếm dễ sợ luôn quá trời. Các bạn biết tại sao không? Hai kiếm là chứng tỏ là các bạn cũng đang đứng ở ngã ba đường đó. Ngã ba đường mà không biết lựa chọn cái gì. Và người kia cũng vậy luôn. Tình cảm này biết chọn ai, cái nào cũng muốn. Khi yêu mà sao nó khó khăn quá. Bản thân họ cũng muốn bạn mà cũng muốn người khác nữa. Có dấu hiệu là đang mắc kẹt do chính mình giữa hai con đường. Con đường nào cũng đẹp cũng thơm hết. Một cái gì đó mà họ bịt mắt lại, họ không biết lựa chọn cái nào. Bản thân ở đây các bạn đã bị trong một cái tình huống là sự bối rối thật sự khi mà phải đưa ra quyết định rất khó khăn. Và bản thân hai tay cầm hai thanh kiếm được bao quanh bởi những cái chướng ngại vật khiến cho cái quyết định này nó càng khó khăn hơn dữ nữa. Bởi vì cái bịt mắt lại ngăn cản cho hai bạn nhìn thấy rõ được vấn đề của tình cảm này là sao. Cái kiểu là bây giờ có hai con đường lựa chọn mà giờ cái đầu óc mình tối thui không thấy đường luôn, mà gặp ánh trăng ban đêm ngoài biển nữa, sao mà biết được cách để giải quyết bây giờ.
bản thân thấy được hai cái lựa chọn này, buông bỏ hoặc tiếp tục, nó cái nào cũng có lợi hết, cái nào cũng có hay cái sống trong đó hết. Cái gì cũng vậy, cái gì mà nó không có rõ ràng vậy bạn, nó khó quyết định kinh khủng khiếp. Bỏ thì thương mà nhương thì tội. Ở đây có một sự bế tắc diễn ra ở đây. Nếu như cái vấn đề mà các bạn bây giờ ở đây chúng ta không có đưa cảm xúc nữa, tại vì cảm xúc nó khiến các bạn nhìn không có rõ ràng cái vấn đề. Khi yêu chúng ta dùng cảm xúc, mà khi lựa chọn quyết định thì nên dùng lý trí. Bởi vì phải tư duy logic để thấy được là cái nào nó đúng nhất cho mình. Mình ghi ra cái nào ưu điểm là cái gì, nhược điểm là cái gì trong tất cả các lựa chọn của các bạn. Bởi vì các bạn đang bị ảo tưởng, các bạn đang bị bóng ánh trăng nó làm chúng ta không thấy đường, bịt mắt nữa, hai canh kiếm nặng hai bên nặng trĩu tai rồi sao thấy được cái gì. Một sự lựa chọn ở đây là ở bạn. Một sự bế tắc này, hai lực lượng nó ngang bằng nhau và chúng ta bị mắc kẹt ở chính giữa. Một phần cái tình huống này là các bạn đang cái nào các bạn cũng thấy nó được hết á. Một sự phân vân thực sự, cái nào cũng không có hấp dẫn thì hấp dẫn mà cũng không có phải là không hấp dẫn. Khó khăn. Nếu như các bạn có thể chọn cả hai, chắc mình nghĩ các bạn cũng chọn cả hai luôn quá. Nhưng mà ở đây khi lá bài này xuất hiện thì mong là các bạn thấy là cái việc mình lấp lửng vậy nó không giúp cho bạn được việc gì hết. Chuyện chúng ta là bây giờ chúng ta không có định đoạt số phận giống vậy nữa. Thanh xuân con người có hạn. Nhất là mang năng lượng nữ, chúng ta không thể chờ đợi các bạn có 5 năm, 10 năm thanh xuân không? Mau qua lắm các bạn. Con trai nó còn được chứ con gái là thanh xuân như một cái chớp mắt mà thôi. Nếu các bạn không có thận trọng với quyết định của mình, cứ để bịt mắt vì hoài á, hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi, nó không qua đâu. Bởi vì càng trốn tránh sự việc nó càng nghiêm trọng hơn thôi. Bây giờ cách chúng ta là phải đối mặt với nó, đối mặt với sự lựa chọn là giữa tình yêu và gia đình hoặc là tình yêu và công việc. Có một sự lựa chọn rất là lớn diễn ra ở đây cho tình yêu các bạn. Và các bạn cũng biết rằng khi mà lựa chọn như vậy á, nó khiến mình đau khổ lắm. Tại vì mình biết là mình cũng thương người này và cái người này cũng thương mình. Mọi thứ đang bị kéo đi rất là nhiều bởi vì chúng ta không biết giải quyết vấn đề ra sao hết. Đây là lúc mà các bạn phải thấy là mình bình tâm đi, mình hít thở thật sâu đi. Mình phải cẩn thận tìm ra cái sự thỏa hiệp cho tất cả các bên đều không bị tổn thương. Bản thân ở đây nếu như các bạn chịu khó mình bình tâm lại, mình thu thập đầy đủ thông tin cần thiết á, để mình đưa ra quyết định. Nếu như mà có thời gian mà các bạn có thể sử dụng được thì mình hãy nghiên cứu thực sự kỹ vấn đề này. Và câu trả lời bạn cần phải đưa ra trong cái khoảng thời gian là 2 tháng là nhanh nhất. Bản thân hai lá bài hai số 2 này xuất hiện là chứng tỏ các bạn phải đưa ra quyết định một cách rõ ràng và hợp lý nhất. Dù tình huống làm gì thì cũng phải đảm bảo là các bạn nhìn nhận nó một cách hợp lý và rõ ràng nhất có thể. Mọi thứ sẽ được giải quyết nếu chúng ta bình tâm, hít thở thật sâu. Trời ơi, sao thấy mệt mỏi quá. Mình nghe mình cũng mệt theo các bạn luôn á. Và kế tiếp là cái vấn đề này nó sẽ đi đến đâu? Thì lá bài hai gậy này xuất hiện. Hôm nay hai gậy xuất hiện hai lần luôn á. Thì ở đây cho thấy vấn đề các bạn đang gặp phải không phải là vấn đề là sự lựa chọn nữa rồi. Ở đây các bạn thấy là mọi thứ mình ở đây cũng tốt mà ở bên kia cũng tốt. Mình nhìn về cái hướng bên kia cũng rất là nhiều. Bản thân các bạn không định tâm nha. Tại vì khi mà chúng ta muốn chúng ta có điều gì đó tốt đẹp, chúng ta phải định tâm và chúng ta phải kiên trì với quyết định của mình. Khi mà bạn phân vân và người kia cũng phân vân, cái tình cảm của hai bạn nó bị một nửa vời á. Ở đây cảnh báo rằng các bạn đang cân nhắc cái việc thay đổi tình cảm, thay đổi kế hoạch. Và cái mối quan hệ các bạn có thể đến không đến các bạn cũng không quan trọng luôn. Ở đây cái cam kết cũng bị nửa vời luôn, tình cảm này nửa vời quá. Bởi vì các bạn cũng chưa biết mình muốn gì luôn. Cái bế tắc là do mình không biết mình muốn gì á, chứ không phải là người ta làm khổ mình hay là mình làm khổ người ta, mà do mình bị tham á. Bởi vì chúng ta sẽ cần phải đưa một cái quyết định ngay lập tức, ngay bây giờ.
Bởi vì chúng ta phải cần đưa ra cái phán quyết cuối cùng cho cái tình cảm này. Bản thân các bạn phải thấy được là tình yêu này là một cái tình yêu mà các bạn có muốn ở lại hay không. Mình phải đặt câu hỏi là bạn có thấy tương lai của bạn ở người đó hay không? Bạn liệu là bạn có chấp nhận được tất cả những cái việc mà bất như ý cái người đó gây ra cho các bạn không? Và người này có thể trở thành cha làm vợ cho các bạn, họ làm cho các con các bạn sau này không? Và hướng người ta có thể phát triển hơn được không? Có rất nhiều câu hỏi các bạn đặt ra để mình quyết định là cái người này có nên ở lại với mình hay không. Các bạn lưu ý, khi mà các bạn lựa chọn một mối quan hệ nào đó, chúng ta lúc nào cũng phải xây dựng trên ba yếu tố quan trọng nhất. Việc đầu tiên, các bạn phải thích người đó. Mình phải đam mê nha. Phải yêu cái ngoại hình. Phải thích làm chị người tám chồng với người đó. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, bạn thấy ở người này họ có sự cam kết không? Hay là họ giống bạn cũng nửa vời, không chắc chắn, không có trách nhiệm. Cái người mà không cam kết, không trách nhiệm lấy về là cái nước khổ thôi. Và cái thứ ba là các bạn thấy là mình có thể giao tiếp với người này không? Khi mà hai bạn trái ý kiến nhau, hai bạn có tìm thấy tiếng nói chung không? Hay là bạn cứ chiều người này hoài, và cuối cùng bạn cứ chiều hoài. Mà bạn đừng có nghĩ mình chiều là tốt nha. Khi bạn chiều, cái cảm xúc bạn bị đè nén lại á, là cái lúc nào nó sẽ vỡ tung ra. Nên lúc nào cũng vậy, ba cái yếu tố này nó tạo nên cái tam giác khiến cho tình cảm các bạn được lâu dài. Bởi vì các bạn phải chọn thôi. Bản thân vấn đề không phải nằm ở chỗ là các bạn bị xa cách gì, mà xa là các bạn không muốn, mình muốn gì và cần gì. Các bạn bị phân vân giữa bây giờ là chẳng lẽ giờ theo sự nghiệp, bây giờ mình theo tình cảm, bây giờ mình nghe lời cha mẹ mình đi, bây giờ mình nghe lời bạn bè mình đi. Nó rất là nhiều cái việc đang diễn ra cho hai bạn, không biết lựa chọn cái nào đúng cho bạn hết. Bây giờ lúc các bạn phải biết là ước mơ của bạn là gì, cái người yêu trong mộng của mình là gì. Cứ dựa theo cái lý tưởng đó mình phát triển, mà chọn theo cái gì mà bản ngã và trực giác bạn muốn, nó đúng lắm. Mà muốn được điều này, các bạn tịnh tâm lại, hít thở thật sâu, một ngồi một chỗ thôi, hít thở sâu, sau đó mình đặt câu hỏi, từ từ mọi thứ lắng nghe trái tim mình. Và câu trả lời nó sẽ xuất hiện khi các bạn thực sự bình tâm. Nó không phải là cái gì nghiêm trọng nữa quá đâu. Nó là một cái gì rất là nhẹ nhàng, với các bạn cân nhắc là mình tin vào trực giác của chính mình. Đây là cái thời điểm vũ trụ muốn các bạn phải đưa ra lựa chọn sáng suốt cho cái tình cảm này. Chúng ta phải thực hiện cái bước đầu tiên, giải trả lời những câu hỏi này từ từ, thì từ từ mọi chuyện mới sáng được. Và tiếp tục cái động lực chúng ta giải từ câu hỏi dần dần, thì mọi chuyện sẽ phát triển rất là tốt. Và để xem là hai lá bài này kết hợp với nhau nó có tốt hay không ha. Theo mình cảm nhận là nó sẽ không tốt với các bạn. Bản thân hai cái nó không phải là chung một bộ, nó là bộ gậy và bộ kiếm. Do đó các bạn có sự xung đột ở đây. Vấn đề là một bạn là bởi vì cái kiếm là các bạn sẽ bị liên quan tới vấn đề ngôn từ giao tiếp. Và về mà bị bộ gậy là các bạn lại liên quan tới vấn đề là hành động về mục tiêu và tương lai. Ở đây hai lá bài này xuất hiện cùng nhau, nó cho thấy là bản thân các bạn đang tìm kiếm một cái gì đó, một cặp đôi thực sự là quan trọng. Mình thấy cái tình yêu này thực sự có sự tương tác giữa hai bên hay không? Hai bên có sự cân bằng, tác động qua lại là một điều cần thiết giữa hai bạn. Bởi vì có sự không quyết đoán ở một trong hai người, cảm xúc của một người bị chặn lại rất là nhiều ở đây. Nếu như các bạn thấy được sự cân bằng là cái điều bạn cần phải làm, hãy lắng nghe cái tiếng nói bên trong của mình đó, tự mình lựa chọn cái điều mình mong muốn nhất là các bạn thực hiện đúng. Bản thân các bạn đừng có ngại khi chúng ta ra quyết định cái gì, bởi vì ra quyết định nó mới đưa cho các bạn được cái điều bạn muốn. Còn cứ chần chừ vậy hoài, cuối cùng không được gì hết, mình qua cái tuổi thanh xuân của chính mình. Ở đây nếu như các bạn biết sử dụng cái năng lượng là năng lượng của nước đó, là nhẹ nhàng và nuôi dưỡng đó, đưa cảm xúc vào khi nói chuyện với người này, thì chắc chắn các bạn sẽ lấy được tình cảm của họ. Và ở đây sự kết hợp để hai bạn có trở lại với nhau thì 50% thôi. Bản thân các bạn là có một nửa nửa mà, đúng với tinh thần của trải bài. Và dấu hiệu các bạn thuộc cung khí là thiên bình, bảo bình, hoặc là các cung lửa như bạch dương, sư tử, nhân mã cũng hợp với trải bài này.
Mọi thứ là các bạn phải hành động, mọi sự khởi đầu, từ bắt đầu cái sự quyết định của chúng ta ngày hôm nay. Y chang cả bài trước luôn, hai bạn mang năng lượng nam giới hết. Do đó hai bạn bị nóng tính quá trong vấn đề này. Bên nào mà nữ, mình bớt cái phần nam tính là các bạn. Mà các bạn lại ngược hướng nữa, do đó cái sự bế tắc và sự căng thẳng giữa hai hướng cũng rất là nhiều. Đôi khi là các bạn tranh giành cái vị trí là ai cao ai thấp hướng cho hai bạn á, cũng bị mất đi cái sự hòa hợp. Do đó bây giờ các bạn phải tìm thấy là mình có thấy người này xứng đáng với mình hay không. Chứ theo mình thấy có 50% mà hai bạn đang ngược tính nhau nhiều quá. Chà, mệt mỏi ha. Và trên đây là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. À, mình quên còn một thông điệp vũ trụ muốn gửi các bạn nữa. Ở đây là các bạn phải thấy có rất nhiều cái sự đề nghị về tình yêu. Thấy không? Ngay cả là vũ trụ cũng muốn cho bạn thấy là các bạn cũng đang lựa chọn tình cảm như thế nào. Và ở đây cho thấy có một ai đó trong cuộc sống của bạn, cái người mà đem đến sự tử tế rất là nhiều cho các bạn. Một cái người họ đem đến cho các bạn không phải là lớn đâu. Giống như những cái gì đó nhẹ nhàng lắm, họ có thể gửi email là gửi thư cho bạn, hay là một cái cuộc gọi điện thoại, một sự viếng thăm. Với một cái gì đó nhẹ nhàng cầm trên tay, một cái bông hoa. Khi bạn thấy cái người nào mà quan tâm bạn nhỏ nhặt vậy á, thì cái người đó là cái dấu hiệu là cái người trong mộng các bạn đó. Bởi vì vũ trụ sẽ đề nghị gửi cái người này đến cho bạn một cách rất nhẹ nhàng, và cái năng lượng chăm sóc của họ sẽ trở lại và khiến cho bạn cảm thấy ấm áp. Mọi thứ nó đang trong cái quá trình, theo tiến trình của nó. Khi các bạn thấy được là mình cần phải tìm ra cái mong muốn mình là gì, thì từ đó tình yêu các bạn nó mới xuất hiện, vũ trụ mới đưa cái người này xuất hiện. Và các bạn thấy hình ảnh lá bài hai gậy đang cầm cái quả địa cầu trên tay không? Thì cái người này là dấu hiệu sẽ đem đến cho bạn hạnh phúc nếu như các bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt cho mình. Mình gỡ một cái thanh kiếm xuống đi, tháo bỏ khăn bịt mắt, mình biết là cái người này có cần thiết cho mình không. Hướng nhìn của lá bài hai gậy là hướng về bạn, thì cái người này sẽ là cái người quan tâm các bạn rất là nhẹ nhàng, một năng lượng hai gậy ha. Và số 2 sẽ là số may mắn các bạn, có thể là 2 tháng, 2 tuần, tháng 2 hoặc là thứ hai. Năng lượng rất đẹp cho trải bài, và mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài này ha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.